ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Hới tuyên phạt bị cáo Lê Toàn, sinh năm 1990, trú Tam Kỳ, Quảng Nam, phóng viên tạp chí điện tử Một Thế Giới 21 tháng tù giam và 12 tháng tù treo đối với bị cáo Lê Thị Nhung, trú thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cùng về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, dù chưa có đủ cơ sở sai phạm của Lê Chí Hiếu, Mai Thị Thu Yến, chủ khu du lịch Đồi Mây Đắng, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, nhưng Lê Toàn đã cấu kết với Lê Thị Nhung đến khu du lịch trình thẻ phóng viên tạp chí điện tử Một Thế Giới. Toàn đe dọa sẽ viết báo về những sai phạm, sau đó rời đi. Từ đó, Toàn nói Nhung gợi ý cho Yến rằng nếu không muốn bị phản ánh lên báo thì phải đưa 50 triệu đồng. Tối ngày 17 tháng 5 năm 2023, Toàn nói Nhung liên lạc Yến đưa 30 triệu để không lên bài. Sáng ngày 19 tháng 5, Toàn tiếp tục đe dọa Hiếu, Yến sẽ làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về sai phạm của khu du lịch Đồi Mây Đắng. Do lo sợ, Hiếu hẹn Toàn ăn trưa cùng ngày ở Đồng Hới và đưa tiền cho Toàn trên xe ô tô do Nhung sở hữu. Ngay sau đó, Toàn và Nhung bị công an bắt.